Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ông Trọng đã hai lần đề ra suất đặc biệt để ưu tiên cho chính bản thân của ông và có thể nói nếu sửa điều lệ đảng bằng cách thêm những trường hợp đặc biệt cho ông vào đại hội đại biểu toàn quốc cho chính ông trong vòng 5 năm tới là một thuận lợi. Tuy nhiên thì có điều mà nhiều người không hiểu là tại sao ông Trọng không chịu tạo sửa điều kiện điều lệ của Đảng. Thực tế ông trọng đã tuổi cao sức yếu, ông ta có tiền sử bệnh cao huyết áp, có tiền sử bệnh đột quỵ, vì vậy dù cho người có lạc quan mấy cũng không dám khẳng định là ông có thể giữ ghế tổng bí thư đến hết nhiệm kỳ 13 trong vòng 5 năm. Nếu không sửa điều lệ Đảng, chẳng khác ông trọng tự chặn đường tái cử của chính ông vào 5 năm sau. Vậy thì chỉ có thể là ông Trọng nghĩ rằng ông không thể đi hết 5 năm nhiệm kỳ mà vì thế mà ông không cần sửa chăng. Rất có thể là như vậy. Đại 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định không sửa điều lệ đảng trong khi cho phép Tổng Bí Thư có 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Điều này đã là đã làm cho dư luận nhân dân bàn tán xôn xao về trường hợp lộng quyền của ông Tổng Bí Thư dù cố gắng dùng hệ thống báo chí nhà nước che đậy nhưng họ cũng không thể nào dập tắt được những tiếng xấu. Một trong những điều về đại hội 13 mà nhiều người khác bức xúc đọc điều lệ đảng thì thấy chữ viết, chữ nghĩa viết rất chặt chẽ. Người ta sẽ dùng chữ như là văn bia để chỉ. Nhưng mà bây giờ cơ cấu bố trí nhân sự như thế người dân không tâm phục khẩu phục. Có thể nói, việc bầu cử như thế là trái điều lệ của đảng là một chuyện rất không bình thường. Điều đáng nói là trong khi điều lệ đảng nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng phải tuân thủ nghiêm túc điều lệ của đảng và trong điều lệ đó thì đại hội 11 không có sửa điều lệ và câu người ta chốt lại cuối cùng là chỉ đại hội đại biểu toàn quốc mới có quyền sửa đổi điều lệ của đảng. Điều lệ của đảng như thế nhưng ông Trọng thích chen ngang thì cứ chen ông đã tạo thành một tiền lệ xấu, quyền lực phá vỡ luật lệ. Điều đó hết sức không bình thường. Nếu như thế thì sau này ai muốn chen ngang rồi cũng làm nhân sự như vậy thì sao? Được biết, trong khi đó 47, điều 47 ghi rõ rằng tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ của đảng. Chấp hành nghiêm chỉnh mà phá ngang như thế được sao? Này ông Nguyễn Phú Trọng phá được thì mai ông Phạm Minh Chính cũng phá được. Và mốt thì ông Võ Văn Thưởng cũng phá được. Bây giờ điều lệ đảng muốn bỏ qua hay tùy tiện như thế thì nó rất bất bình thường. Điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam viết ra chẳng khác nào dùng để làm cảnh. Đại hội 13 lại có trường hợp nhân sự được cơ cấu và bầu với số nhiệm kỳ trái với điều lệ như thế. Vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng muốn xây dựng đảng trong sạch vững mạnh thế nào trong khi điều lệ của đảng không được xem trọng dưới góc độ pháp luật điều lệ đảng chính là luật của tổ chức đảng phái chính trị nhưng mà một quyết định ban hành đặc cách xuất đặc biệt mà không có căn cứ trái luật như thế thì ai cũng biết rằng những người đứng sau quyết định đó để ban hành thì lẽ ra phải chịu xử phạt về mặt đảng tuy nhiên thì đảng cộng sản vẫn không dám xử lý nhân vật này đó là điều mà đại hội 13 này đã để lại nhiều vấn đề mà nổi bật là vấn đề đó cho nên đã tạo nên một sự băn khoăn. Tuy rằng bây giờ người ta đang đẩy mạnh việc chống Covid-19 và nói lớn tiếng về đủ thứ thắng lợi to lớn này kia, nhưng điều này vẫn đang chờ một sự trả lời chính thức và rõ ràng của Trung ương Đảng và cấp có thẩm quyền. Về chuyện chịu trách nhiệm thế nào, rõ ràng ai cũng biết. Ở Việt Nam lâu nay chỉ có một đảng duy nhất cầm quyền mà đảng cầm quyền này không những chỉ có quyền trong đảng mà có quyền trong chính quyền và có quyền trong nhiều chỗ nữa, cho nên việc tự đảng cầm quyền bị xử lý khi có sai phạm thì gần như là không có. Người dân khó mà trông mong gì ở ý thức thượng tôn pháp luật của quan chức cộng sản, bản chất của họ vốn quen thói lộng quyền trước nhân dân thì mô hình này họ cũng đem vào áp dụng trong đảng vẫn mạnh thắng yếu thua là chủ yếu chứ luật lệ được viết ra là thứ yếu mà thôi. Lúc nào ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói đi nói lại nhiều lần là chúng ta phải làm gương. Chính ông trọng là người có trách nhiệm cao nhất ở trong Đảng thì cần phải làm gương nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ của Đảng. Chính ông nói rằng phải làm gương nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ đường lối chủ trương, nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh rằng phải sống mẫu mực, danh dự là chính, còn tiền bạc quyền chức không phải là cái gì vân vân và mây mây ấy vậy mà chính ông làm gương xấu phá lệ để ưu ái cho chính bản thân của mình thực chất các vị trí cao trong đảng đã chỉ nỗ lực để dàn xếp cơ cấu bố trí bầu bán nhân sự đại hội 13 cho nên họ không còn tâm thức đâu mà quan tâm tới vấn đề tuân thủ điều lệ của đảng một khi xem trọng chức tước hơn điều lệ đảng thì khi đó điều lệ đảng được viết ra không có ý nghĩa gì nữa cùng lắm là áp dụng cho đảng viên cấp cơ sở. Nếu như Nguyễn Phú Trọng mà biết về luật pháp thì ông ta đã không khoe khoang việc ông xử lý vali có nhiều triệu đô la như những gì ông đã nói công khai với truyền thông và báo giới sau bế mạc đại hội. Chuyện cá nhân đã đem tiền hối lộ đến công sở rồi sau đó lại được chỉ đạo gói ghém lại mang về như thế là trái với luật và nhưng ông thì không hề hay biết. Với luật pháp thì ông như vậy thì liệu đảng luật ông có biết hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng ra tái ứng cử đã vướng vào ba vấn đề mà tạm gọi là ba cản trở. Cản trở thứ nhất là đứng số 1 là điều lệ của đảng mà cụ thể là điều 17 mà quy định nói rất rõ ràng rằng tổng bí thư không được làm quá hai nhiệm kỳ liên tục. Tuy nhiên, ông đã phớt lờ. Điều thứ hai là trường hợp đặc biệt quá tuổi thì đã mấy lần đặc biệt rồi. Bây giờ đặc biệt để ngồi tiếp ghế Tổng Bí Thư nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp thì điều đó là cố tình sẽ bỏ đảng luật vì tham quyền cố vị mà ông bất chấp. Và điều thứ ba là vấn đề sức khỏe. Trong điều kiện ra ứng cử lần này tiêu chuẩn tiêu chí của đảng mà quyết định của Bộ Chính trị đề ra là có nói đến vấn đề sức khỏe. Ứng viên phải đảm bảo sức khỏe, đảm bảo thế nào đủ để làm việc được. Tuy nhiên thì dường như cả bộ chính trị không có đủ sức mạnh để buộc ông trọng phải làm theo pháp luật cũng như theo điều lệ của Đảng. Bây giờ thì chỉ có vấn đề sức khỏe mới có thể buộc ông trọng rời bỏ ghế, chứ giới hạn tuổi tác, giới hạn nhiệm kỳ đem áp dụng với ông trọng là vô nghĩa. Chỉ có bệnh liệt giường thở bằng oxy hoặc chết thì may ra ông để công việc tổng bí thư lại cho Võ Văn Thưởng hoặc một tay chân nào đó, chứ ông còn đi được dù cho có người dìu thì ông cũng sẽ không nhường ghế cho bất cứ một ai cả. Bản tính con người của ông Trọng là như vậy và điều đó được chứng minh trong hai năm qua khi mà ông Trọng bị đột quỵ tại xứ Kiên Giang, nơi căn cứ địa của nhà bà X, Nguyễn Tân Dũng. Quyền lực ông Trọng khá ích kỷ và muốn ưu tiên đó chỉ dành cho chính bản thân của ông chứ không dành cho một ai khác. Đó là lý do ông không cho sửa đổi điều lệ của đảng nhưng để kế cận ông có thể ngồi lại đến trên hai nhiệm kỳ. Đã muốn mình là nhân vật thứ hai trong Đảng Cộng sản thì chắc chắn ông Nguyễn Phú Trọng những ưu ái chỉ dành cho riêng mình và đó là lý do mà ông không sửa điều lệ của Đảng. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có thấy rằng để kéo hết 5 năm nhiệm kỳ tiếp theo là quá sức của ông hay không và liệu rằng có phải chính ông đã lường trước được khả năng này hay không. Và cũng rất có thể ông liệu được điều này và không muốn cho ai hưởng được cái ưu ái hơn hai nhiệm kỳ. Có những lúc có những người ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng như là người thế thiên hành đạo. Thế thiên hành đạo tức là con trời, thiên tử đó. Và điều đó chắc cũng phải đến tài ông Trọng và có thể nó đã đánh thức tham vọng của ông. Và ông quyết định bám ghế để thế thiên hành đạo nhằm mục đích lưu danh sự sách trước hết hai trường hợp nhân sự ngoài tứ trụ được thông báo bố trí vị trí mới ngay sau và đại hội là các ông võ văn thường này là thường trực ban bí thư và thứ hai là ông trần tuấn anh được cắt cử làm trưởng ban kinh tế trung ương đảng động thái này nằm trong ý đồ của nguyễn phú trọng ông muốn thiết lập một thành phần ủng hộ mạnh mẽ ở bên quanh ông ông nguyễn hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao được đưa vào bộ chính trị là một trường hợp gây nên phẫn nộ không ít người theo tin dò dỉ thì ông Nguyễn Hòa Bình sẽ được cơ cấu vào lãnh đạo ban nội chính. Cần chờ thời gian để thấy rõ được điều này. Nhưng người ta cũng nhắc nhiều tới ông vì liên quan đến vụ giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải. Rõ ràng là ông Trọng không muốn trong sạch bộ máy của đảng. Hiện nay vụ án nó như là một vết nhơ. Nếu nâng đỡ ông Nguyễn Hòa Bình không khéo người dân lại nghĩ trong vấn đề oan khuất của Hồ Duy Hải có bàn tay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực ra nếu như những người nhìn ra thủ đoạn chính trị của Nguyễn Phú Trọng thì họ chẳng bao giờ tôn sùng ông Trọng mà ngược lại, họ còn chỉ trích. Chính vì vậy mà thành phần này ông Trọng không giấu giếm mà ông đánh bài ngựa, ông cất nhắc Nguyễn Hòa Bình vào Bộ Chính trị là thông điệp như vậy. Nghĩa là ông Trọng sẵn sàng dùng những con người bất chấp luật pháp để hỗ trợ ông đạt được mục đích. Còn với người dân nhẹ dạ cả tin thì chuyện đốt lò của ông cũng làm họ ngây ngất. Thưa quý vị và các bạn thân mến, từ chế độ độc đảng biến thành chế độ độc tài của cá nhân Nguyễn Phú Trọng. Cách tổ chức kết quả đại hội 13 với việc Nguyễn Phú Trọng nắm chức tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 3 mà không cần sửa đổi điều lệ của Đảng đã là lời trả lời câu trả lời rất rõ ràng và ông Trọng đã trở thành hoàng đế giống hệt như là thời đại phong kiến mấy thế kỷ trước. 200 ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết trong đó có 18 ủy viên Bộ Chính trị, 5 ủy viên Ban Bí Thư và 19 ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ như là đại thần và quan lớn là bọn nịnh thần và đại đa số gần 1.600 đại biểu tham dự chỉ là công việc mũ đi che tay. Thật vậy, theo ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra điều lệ của Đảng từ Đại hội 11 tháng riêng 2011, mọi đảng viên phải nghiêm chỉnh thi hành thì Tổng Bí Thư chỉ được làm tối đa 2 nhiệm kỳ. Và Ủy viên Bộ Chính trị khi quá 65 tuổi thì không được tham gia tiếp tục trong Bộ Chính trị khóa mới. Nguyễn Phú Trọng biết rất rõ và luôn luôn ra lệnh dạy bảo cấp dưới. Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Trung ương Đảng và toàn thể đại biểu tham gia Đại hội 13 thuộc lòng. Nhưng Nguyễn Phú Trọng đã 77 tuổi mà vẫn liên tiếp hai lần làm tổng bí thư suốt từ năm 2011 đến nay. Không những thế, từ 2 năm ông bị bệnh tai biến mạch máu rất nặng, hoàn toàn vắng mặt trong nhiều dịp lễ quan trọng kể cả không tới viếng lăng Hồ Chí Minh nơi được coi là linh thiêng cho bất cứ người cầm đầu của Đảng. Ngay cả khi lên đọc báo cáo của chính trị, bộ chính trị tóm lược ngày 26 tháng 12 và trở về chỗ ngồi đại tại đại hội 13, ông Trọng đều phải có người đi bên cạnh. Ông có thể sớm trở thành ngọa triều mỗi lần họp hành phải năm như vua ngọa triều Lê Long Đĩnh 1005-1009, cực kỳ bạo ngược. Nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn được bầu làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba và điều lệ của đảng thì vẫn được giữ nguyên, không cần phải sửa lại. Nói một cách khác, điều lệ đảng đã bị chính tay Nguyễn Phú Trọng vứt vào sọt rác. Các đại thần thời Cộng sản cũng không biết thổ thẹn, chỉ biết khúm đúm và tung hô vạn tuế như thời phong kiến. Việc này mọi người dân đều chứng kiến trên các đài và báo của chế độ toàn trị. Chủ trương thoát đoạt quyền lực không phải là lần đầu tiên nhưng đã được Nguyễn Phú Trọng thực hiện nhiều lần nhờ sự đỡ đầu bạo chúa và bị bệnh điên đỗ mười nên Đại hội 11 đã được tổ chức sớm hơn vài tháng để Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí Thư trong độ tuổi 65. Mặc dù khi ấy tháng riêng 2011 đã gần 67 tuổi, sinh nhật ngày 14 tháng 4 năm 1944. Lần lạm quyền thứ hai diễn ra vào Đại hội 12 tháng riêng năm 2016, mặc dầu khi đó ông Nguyễn Phú Trọng đã 72 tuổi nhưng đã nặng nặng đòi bộ chính trị Trung ương Đảng xếp mình vào trường hợp đặc biệt. Lần lạm quyền thứ ba xảy ra vào cuối 2018, ngay sau khi Trần Đại Quang đột ngột qua đời vì căn bệnh. Không ai biết, và Nguyễn Phú Trọng đã cướp thời cơ nhảy lên chiếm thêm ghế chủ tịch nước. Mặc dù ông biết đó là tự tay thủ tiêu nguyên tắc dân chủ tập trung, một nguyên tắc tổ chức trong Đảng Cộng sản được coi là xương sống. Chính Nguyễn Phú Trọng đã từng kết án gây gắt thủ tướng Võ Văn Kiệt khi ấy 1995 là phá đảng từ gốc. Tại đại hội 13 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng bệnh nặng, lại đã 77 tuổi, nhưng vẫn ép các ủy viên trung ương phải xếp mình vào trường hợp đặc biệt thêm một lần nữa. Sự tham nhũng quyền lực vô độ, không biết hổ thẹn của Nguyễn Phú Trọng đã bị dư luận giễu cợt là ông đặc biệt, nay có thêm tên nữa là ông đặc biệt của đặc biệt. Tuy nhiên thì trong cuộc họp báo vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 vừa qua sau khi giành được ghế tổng bí thư lần thứ ba, ông Trọng vẫn lên giọng đạo đức giả. Ai cũng thích của, thích tiền nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Ở trường hợp của Nguyễn Phú Trọng thì câu này mới đúng và trúng hơn. Ai cũng thích của, thích tiền nhưng tôi thì thích quyền nhất, danh dự là cái quái gì? Ai theo dõi quan lộ chính trị của Nguyễn Phú Trọng sẽ thấy rất rõ những gì ông lên tiếng chống hoặc phê bình thì chính lại là những điều ông ham muốn và tìm mọi cách để thực hiện nhất. Tất cả những lần Nguyễn Phú Trọng gặp nguy nan phải có các quyết định gấp gáp thì đều giao cho tiến sĩ Nhị Lê. Nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản là cánh tay mặt của Nguyễn Phú Trọng trong vận động tuyên truyền cho cá nhân của ông Trọng. Mặc dù thì mới vài ngày trước ông Trọng đã ra lệnh cho Nguyễn Xuân Phúc phải ký quyết định coi phương án nhân sự các cấp cao nhất của đảng là tuyệt mật. Nhưng chỉ ít hôm trước đại hội họp bàn về nhân sự cấp cao nhất, Nhị Lê đã công khai vừa cổ động vừa ra lệnh cho các đại biểu. Ngày 6 tháng riêng năm 2021, theo video của VTC1, tường thuật ngày khai mạc đại hội 13 bên cạnh diễn văn chính của Nguyễn Phú Trọng, cơ quan tuyên giáo còn lồng vào một số cuộc phỏng vấn ngắn các cao thủ tuyên truyền của chế độ để tăng bốc và dọn đường cho Nguyễn Phú Trọng thực hiện ý đồ đen tối. Trong số này phải nói tới Nhị Lê đã nói thẳng ý đồ của Nguyễn Phú Trọng. Quyết bằng đủ mọi giá sẽ chiếm ghế Tổng Bí Thư lần thứ ba. Trong đó sẵn sàng dẫm nát điều lệ của Đảng để Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tham nhũng quyền lực, coi Trung ương Đảng và Đại hội chỉ như cái hình nộm bù nhìn. Dưới đây là trích lời của Nhị Lê điều lệ ý nói là điều lệ của đảng cộng sản việt nam là do chúng ta làm ra khi điều lệ không bao chứa hết được sự vận động của lịch sử thì chúng ta sửa điều lệ quyền, quyền này là cao nhất của ban chấp hành trung ương đảng cho nên vấn đề cùng với sự phát triển của thông lệ trên cơ sở của điều lệ chúng ta có trường hợp đặc biệt trường hợp ngoại lệ thậm chí thì trường hợp siêu biệt lệ để giải quyết những tình thế mà lịch sử yêu cầu không có một công việc gì dù khó khăn đến mấy chúng ta không vượt qua. Trước lời dọa nạt trên đây của phe Nguyễn Phú Trọng nên đa số đại biểu tham dự đại hội đã hèn nhát không cả dám sửa đổi điều lệ của đảng. Chẳng những thế, để thỏa mãn khát vọng ngông cuồng của Nguyễn Phú Trọng, liền sau đại hội bọn nịnh thần đã tổ chức cuộc trình diễn văn nghệ cực lớn tốn kém hàng ngàn tỷ Việt Nam đồng để chào mừng đại hội thành công tốt đẹp. Ngay tại sân vận động Mỹ Đình với sự tham gia của 1.800 diễn viên, hầu hết các đại thần và hàng khán giả giữa mùa dịch tái bùng nổ ngay tại thủ đô Hà Nội và cách thành phố kế cận Hải Dương, Quảng Ninh cầm phạm. Nhưng thật là lùng và mâu thuẫn vì sợ đại dịch bùng nổ nên bọn đại thần đã tổ chức dấm díu đại hội 13 rút ngắn thời gian họp 1 tháng 2 thay vì ngày 2 tháng 2. Chính vì thế nên ngày Chủ nhật 31 tháng riêng thay vì nghỉ họp như thông báo trước, nhưng hội nghị thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã họp vội vã, dấm dúi bầu qua loa cho xong các cơ quan cao nhất, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đổi mới lần thứ hai hay đánh lừa dân lần hai vẫn theo thủ đoạn treo đầu dê bán thịt chó. Đối với những chính khách Biết tự trọng, có tinh thần trách nhiệm và tôn trọng nhân dân đều cố tránh những tuyên bố mị dân. Những khẩu hiệu xuông trái lại với những cao thủ chính trị độc tài, tàn bạo chỉ biết tôn thờ quyền lực thì họ lại tung ra những khẩu hiệu rất mị dân. Đó là cách thực hiện ý đồ lừa nhân dân theo đúng tôn chỉ mục tiêu biện minh cho phương tiện và để thực hiện tham vọng quyền lực phục vụ lợi ích cá nhân. Không phải trong lịch sử thế giới đã diễn ra như thế ở nhiều nơi mà ngay hiện nay nhiều nước cũng phải sống dưới sự tàn bạo và nham nhở của những nhà độc tài. Để thực hiện tham vọng chính trị điên rồ và bệnh hoạn cho cá nhân và gia đình, nên Trung đã tung ra khẩu hiệu America First để thực hiện các thủ đoạn độc tài tồi tệ và bẩn thỉu nhằm kéo dài ghế tổng thống. Nhưng nhờ Định chế dân chủ vững mạnh và trải qua thử thách trên 200 năm và sự ý thức cao của đa số nhân dân cũng như hệ thống xã hội dân sự Hoa Kỳ nên cuối cùng chung đã bị đa số cử tri đuổi về vườn. Cũng do tham vọng độc tài cá nhân nên sau khi nắm được quyền lực, nhà độc tài Putin ở Nga, Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ đã không từ bỏ các thủ đoạn lừa đảo, gian dối để đàn áp nhân dân suốt nhiều năm qua để kéo dài sự độc quyền. Từ gần một thập niên qua nhằm thực hiện tham vọng cầm quyền suốt đời nên Tập Cận Bình đã dựng lên khẩu hiệu thực hiện khát vọng vĩ đại của Trung Quốc, quyết phục hưng Trung Quốc. Trung Quốc trở thành siêu cường trên thế giới vào giữa thế kỷ này và nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền. Học tập thủ đoạn gian xảo của Tập Cận Bình, người mà Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng gọi là bạn, nên trong Đại hội 13, Nguyễn Phú Trọng cũng nêu cao khẩu hiệu khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vào dịp Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày cướp chính quyền, đây là khẩu hiệu trung tâm của Đại hội 13 mà Nguyễn Phú Trọng tung lên để biện minh cho tham vọng muốn nắm quyền lực suốt đời. Nguyễn Phú Trọng vẫn không biết liêm sỉ tự trọng lại còn để cho bộ hạ hô hoán đây là đổi mới lần thứ hai, tức là nối tiếp theo đổi mới thứ nhất từ Đại hội 6 tháng 12 năm 1986. Trong tập sách Việt Nam đổi mới hay theo hay treo đầu dê bán thịt chó trên trang 7 trên à, 700 trang và đã được phổ biến một số phần nhiều báo điện tử trong thời gian vừa qua và người viết sau nhiều thập niên nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam đã phân tích cạnh kẽ tình hình Việt Nam trong nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, quốc phòng và ngoại giao đã đi đến một kết luận Cuộc gọi là đổi mới lần thứ nhất trên 30 năm qua đã hoàn toàn thất bại vì trước sau nhân dân Việt Nam vẫn bị nhốt trong cái lồng lưới sắt dưới sự cai trị độc tài và cực kỳ sai lầm của chế độ độc đảng theo chủ nghĩa Mark Lenin và đã bị phá sản từ 40 năm qua. Vì thế sau 30 năm hiện nay thì Việt Nam vẫn là một nước tụt hậu và thậm chậm tiến so với nhiều nước trong khu vực bị Nam Hàn và Đài Loan bỏ rơi rất xa và tuy rằng Hai nước này cũng như Việt Nam bắt đầu thay đổi chính sách để phục hưng đất nước cùng với một khoảng thời gian trên 30 năm. Nhưng hiện nay hai nước này đã trở thành các nước công nghiệp với lợi tức đầu người 2017, Nam Hàn là 28.380 đô la Mỹ và Đài Loan là 24.984 đô la Mỹ. Đồng thời nhân dân còn được thụ hưởng các quyền tự do dân chủ căn bản vì hai nước này đã rũ bỏ chế độ độc tài và dứt khoát chọn lựa mô hình phát triển dân chủ đa nguyên kinh tế thị trường và pháp trị trong khi đó Việt Nam vẫn bị kìm cặp trong mô hình của chế độ độc đảng toàn trị của chủ nghĩa lênin nên lợi tức đồng người của Việt Nam cũng vào năm 2017 chỉ vào khoảng 2.170 đô la Mỹ mặc dù thì mới đây Nguyễn Xuân Phúc đã cố tình sửa cách tính GDP để có lợi tức bốc lên tới 25%. Không những vậy mà vẫn là một nước nghèo. Nhân dân Việt Nam vẫn còn tiếp tục bị tước các quyền tự do dân chủ căn bản và những người dân chủ đấu tranh theo phương pháp bất bạo động vẫn bị ngày đêm theo dõi đàn áp và giam cầm. Một điều quan trọng nhưng Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc không dám nhìn nhận nhưng nhiều nhân, nhiều chuyên gia và nhiều chuyên viên đã nói thẳng đó là lợi tức đầu người ở Việt Nam không có thực, đã thấp, còn thấp hơn rất nhiều, nếu như mà trừ phần phải trả lại cho các công ty đầu tư nước ngoài FDI, vì hiện nay các doanh nghiệp FDI chiếm hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, chiếm hơn 50% giá trị xuất sản xuất công nghiệp, nghĩa là về thực chất thì quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước thời gian vừa qua vẫn nhờ vốn FDI chứ không phải là do vốn ở trong nước, không phải do nội lực nền kinh tế có tăng trưởng nhưng đất nước không có phát triển tương xứng đi kèm. Ví dụ, một đôi giày trị giá 100 đô la mà chúng ta gia công cho nước ngoài. GDP có 100 đô la nhưng nền kinh tế thực chất chỉ có 22 đô la mà thôi. Chẳng những thế, trình độ công nghiệp và năng suất lao động của Việt Nam rất thấp. Ngay Bộ Công Thương đã cho biết Phần lớn doanh nghiệp công nghiệp nước ta vẫn đang sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình của thế giới từ 2 đến 3 thế hệ, trong đó có đến 76% thiết bị máy móc dây chuyền công nghệ nhập từ nước ngoài thuộc thế hệ những năm 1960, 1970. 75% số thiết bị đã hết khấu hao, 50% thiết bị được tân trang lại. Trình độ cơ khí chế tạo là trụ cột của sản xuất công nghiệp, đặc biệt là cơ khí chính xác còn lạc hậu hơn so với nhiều nước từ 2 đến 3 thế hệ. Có đến 60 đến 70% ở trình độ công nghệ những năm 1950 và tốc độ tăng năng suất lao động trong công nghiệp trong giai đoạn 2011-2020 chỉ đạt 2,71%, trong đó giai đoạn 2016-2020 ước chỉ tăng 1,5%, tăng thấp nhất so với tất cả các ngành kinh tế. Nhưng Nguyễn Phú Trọng cũng không dám nhìn thẳng sự thật này lại vẫn quen thói giả dối, tiếp tục cố tình cường điệu kiểu con cóc muốn to bằng con bò. Khi đọc BCCT tóm lược trước đại hội, tức là biên bản của đại hội thì Nguyễn Phú Trọng đã làm điệu trịnh trọng đưa ra những mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 là đất nước phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Nguyễn Phú Trọng hô hoán nói đó là thực hiện những khát vọng phát triển đất nước, để từ đó đánh lừa để biện minh cho sự chính đáng tiếp tục cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhất là biện minh cho sự tiếp tục thao túng và tham nhũng quyền lực của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng để đạt tới những mục tiêu cao này thì mô hình phát triển nào sẽ được thực hiện ở Việt Nam? Có khác với mục tiêu và biện pháp đổi mới lần thứ nhất hay không? Nguyễn Phú Trọng đã trả lời rất rõ ràng trong Bộ Chính trị phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và còn ngang bướng cố tình phủ nhận sự thật. Tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn phù hợp với quy luật khách quan với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Như vậy, mô hình phát triển cũ mặc dầu đã hoàn toàn thất bại, nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ nguyên mô hình gọi là đổi mới từ năm 1986 của họ theo công thức Đảng độc tài lại được giao cho toàn bộ chỉ huy kinh tế theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó các doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo nó đã gây ra hậu quả trực tiếp cực kỳ tai hại và nguy hiểm cho đất nước. Vì đây chính là cách khuyến khích đẩy mạnh diễn biến từ đảng độc tài, là nhóm lợi ích, là cá nhân độc tài. Chính đại hội 13 đã chứng minh rõ ràng nhất về kết quả này do đổi mới theo công thức nói trên nên những chỉ trong một thập niên Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng và củng cố chế độ độc tài cho cá nhân của mình. Ông Trọng đã ngang nhiên công khai trước gần 1.600 đại biểu đại hội 13 vất điều lệ đảng vào sọt rác để tiếp tục giữ ghế Tổng Bí Thư lần thứ ba. Mặc dù điều lệ đảng nghiêm cấm việc này, nhưng đa số 1.600 đại biểu trong đó toàn bộ Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cầm như hến. Suốt trên 30 năm đổi mới lần một, nhưng những người cầm đầu đảng chỉ đánh lừa đảng viên và nhân dân theo thâm ý đen tối rất tồi tệ, treo đầu dê bán thịt chó. Vì miệng họ nói đổi mới, nhưng những gì trước sau vẫn duy trì chế độ toàn trị theo mô hình của chủ nghĩa Mark Lenin và toàn hoàn toàn đã phá sản, nên đã dẫn tới thất bại hoàn toàn. Rõ ràng nhất là ngay đại hội 8 trước đây 25 năm, họ đã đưa ra mục tiêu quyết đưa Việt Nam đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp. Tuy nhiên thì năm 2020 đã trôi qua nhưng Việt Nam vẫn là một nước đói nghèo so với ngay nhiều nước trong khu vực, kể cả Lào và Campuchia. Này Nguyễn Phú Trọng đã không đủ can đảm và lòng tự trọng nhìn nhận sai lầm và thất bại. Ông không biết liêm sỉ và vẫn tiếp tục trí trá bảo rằng dân chủ đến thế là cùng, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Và đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chẳng những thế, trong cuộc họp báo ngày 1 tháng 2 năm 2021, Nguyễn Phú Trọng lại còn tự khoe quyền hành tuyệt đối của mình. Bắt cả gần 1.600 đại biểu đại hội 13 phải ghi cả những lời cực kỳ dối trá của ông thành nghị quyết của đảng. Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ vị thế uy tín như ngày hôm nay. Câu này Tôi nói cách đây 3 năm và nay đã được đại hội thảo luận và đưa câu này vào nghị quyết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. Tâm thần của Nguyễn Phú Trọng có còn bình thường hay không? Mặc dù trong thực tế ai cũng biết Việt Nam vẫn đang là nước tụt hậu từ kinh tế, giáo dục tới văn hóa xã hội, tham nhũng như rươi, nhiều hải đảo đã bị Trung Quốc thôn tính, tài nguyên bị xâm chiếm vì sự nhu nhược của những người tiền nhiệm và nhất là Nguyễn Phú Trọng trong suốt hơn một thập kỷ qua. Không những thế, dưới thời của Nguyễn Phú Trọng, bộ máy công an mật vụ càng phình ta to ra và theo phương châm hành động còn đảng còn mình, nên các biện pháp đàn áp những người dân chủ, thái độ cường hào ác bá với nhân dân ngày càng gia tăng mà chế độ Cộng sản Việt Nam đang bị Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế có uy tín xếp vào nước đội sổ trên thế giới về trà đạp nhân quyền kim kẹp báo chí. Này trước đại hội 13, nhà độc tài Nguyễn Phú Trọng lại ngạo mạn tiếp tục lừa dối nhân dân và khinh thường những dân người dân chủ mở miệng. Đổi mới lần thứ hai để thực hiện những khát vọng của đất nước, Nguyễn Phú Trọng còn lừa dối ngay cả đồng liêu trong Bộ Chính trị tại Hội nghị Cán bộ Toàn quốc. Tháng 4 năm 2020, ông Trọng đã thề thốt, nguyên tắc của chúng ta là tập thể lãnh đạo, lãnh đạo tập thể, lãnh tụ tập thể. Nhưng chỉ vài tháng sau đại hội 13, ông đã đọc độc diễn một mình một chiếu. Toàn dân hãy cảnh báo trước nguy cơ nội gián để bảo vệ quyền lợi độc tài cá nhân sẵn sàng làm thân phụ kim ngưu cho Bắc Triều. Trong cuộc điện đàm chúc mừng Nguyễn Phú Trọng nắm ghế Tổng Bí thư ngày 7 tháng 2, Tập Cận Bình đã cảnh cáo ông Trọng với việc nhắc lại sự thỏa thuận giữa những người cầm đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên trong tư cách Tổng Bí thư. 11 đến 15 tháng 10 năm 2011 là không được quốc tế hóa cuộc tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc và không được đưa tranh chấp Biển Đông ra tòa án quốc tế. Trung Quốc và Việt Nam nên quản lý hợp tác sự khác biệt trên biển chống lại sự xúi dục của các thế lực bên ngoài để thúc đẩy sự phát triển hòa bình và ổn định khu vực. Chỉ nội trong 3 ngày sau Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Quân ủy Trung ương, cựu Ủy viên Trung ương đã phụ trách công tác đội ngoại giao trong Bộ Quốc phòng đã nói Nhiệm vụ và mục tiêu đối ngoại quốc phòng là xây dựng lòng tin ngăn ngừa xung đột bảo vệ môi trường hòa bình Tuy không nêu đích danh Trung Quốc nhưng ý của Nguyễn Chí Vịnh nói đến quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nghĩa là phải tiếp tục xây dựng niềm tin đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ý này chỉ lặp lại lời khuyên của họ tập với Nguyễn Phú Trọng và Quốc hội Cộng sản Việt Nam mà thôi. Trong diễn văn ngày 6 tháng 11 năm 2015 tại Quốc hội, Cộng sản Việt Nam Tập Cận Bình đã nói Trung Quốc không có gen xâm lấn nước khác và phải tin vào lòng tốt của Bắc Kinh. Tín giả giao hữu trì bản, lòng tin là căn bản để xây dựng tình bạn. Nhưng chỉ ngay sau khi tới Singapore họ Tập đã trở mặt nói công khai Hãy để tôi nói rõ những hòn đảo trên Biển Đông là thuộc lãnh thổ Trung Quốc từ xưa đến nay và còn đe dọa chính quyền Trung Quốc có nhiệm vụ phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích chính đáng của Trung Quốc. Từ trước đến nay trong quan hệ với Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng đã đặt thứ tự ưu tiên cực kỳ sai lầm và nguy hiểm và coi chủ nghĩa cộng sản là ưu tiên hàng đầu, vì thế luôn luôn coi Trung Quốc là đồng minh chiến lược vì cả hai nước cùng theo chế độ cộng sản. Này ngoài người đứng đầu Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng rất gắn bó với Bắc Kinh, cả Thủ tướng tương lai Phạm Minh Chính, Nguyên tướng Công an và Bí thư Quảng Ninh nằm sát với Trung Cộng cũng rất thân Bắc Kinh. Ông Chính từng là người khởi xướng xây dựng đặc khu kinh tế Vân Đồn và dự luật đặc khu kinh tế để Trung Quốc tích cực tham gia. Nhưng dự luật này đã bị sự chống đối quyết liệt của nhân dân trong năm 2018 nên đã phải tạm hoãn. Tuy nhiên thì gần đây âm mưu này được âm thầm triển khai dưới các dạng khác. Vì thế, nguy cơ Việt Nam bị Tập Cận Bình biến thành châu vàng kim ngưu kéo cày càng ngày càng trở nên một cách rõ rệt. Sau gần 80 năm cầm quyền độc đoán, trong đó có 50 năm trên cả nước, những người cầm đầu chế độ toàn trị từ Hồ Chí Minh, Trường Trinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu đến Nguyễn Phú Trọng đã từng hứa hẹn mang lại hạnh phúc ấm no và tự do dân chủ cho mọi người dân bất kể chính kiến vì đó là khát vọng rất chính đáng và tự nhiên của con người. Tuy nhiên thì nay đất nước chúng ta đang bước vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, nhưng các khát vọng rất chính đáng và tự nhiên trên chiến trục triệu dân hầu như vẫn hoàn toàn chỉ thấy nằm trên các cương lĩnh hiến pháp, các nghị quyết của đại hội từ đại hội 13, từ đại hội thứ nhất đến đại hội 13 vừa qua. Nghĩa là nhân dân ta chỉ được ăn bánh vẽ chứ hoàn toàn không được ăn bánh thật bao giờ. Chính điều này. Ngay cả luật sư Nguyễn Hữu Thọ, cựu chủ tịch mặt trận Tổ quốc, chủ tịch nước sau bao thập niên tin tưởng về giải phóng và những lời thề của những lãnh tụ Cộng sản qua nhiều thời kỳ, nhưng vào những năm cuối đời đã phải trải lòng với những lời chăn chối rất ăn năn, mỉa mai chua sót như vậy. Khi người ta khát nước thì mong được uống nước sạch, nước trong không có thì ai ngu xuẩn đần độn uống nước bẩn hay uống nước độc. Một lãnh đạo đặt tinh thần trách nhiệm cao và biết trọng liêm sỉ thì phải nghiêm chỉnh thực tâm, tìm một con đường thích hợp để phục vụ nhân dân. Nhưng nếu thấy mô hình và giải pháp trở nên bất cập, thậm chí cực kỳ sai lầm, đi ngược lại với những khát vọng của nhân dân thì họ phải có can đảm dứt khoát từ bỏ những chủ trương sai lầm, những chính sách đi ngược với ý muốn của dân tộc và trào lưu của thời đại. Chỉ như thế mới xứng đáng với một chính khách thông minh, thức thời và trọng nhân dân. xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông ở bên cạnh nút đăng ký bên tay phải để nhận được những thông tin nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi